Alo, alo, các bạn có nghe được thầy nói không? Phú nghe được thầy nói không? Nghe Yes. rõ, nghe rõ, nghe. Rồi, ok. Thầy nhắc lại này, ở trong nhóm Zalo là thầy có thông báo về cái thay đổi của giải thưởng, cơ cấu giải thưởng tuần số 46 là tuần sau đó. Và cái điều kiện quan trọng nhất là các bạn cần phải đổi tên tài khoản của mình theo đúng cái định dạng đó đi. Là tên lớp, họ tên và ở phía sau là tùy ý. Ví dụ tất cả các bạn ở trong lớp mình, dù là tài khoản đã mua hay tài khoản miễn phí, đều đổi thành 4B1 này, Nguyễn Hải Phong, rồi cộng đằng sau cái gì cũng được. 4B1 Lê Đức Phú, 4B1 Trần Hương Ly, 4B1 Nguyễn Minh Châu, các bạn đổi hết thành như thế cho thầy. Ở phía sau là Ủa tùy ý. thầy ơi, thầy bảo em ở lớp C1 mà. Ok, không sao, đúng rồi, thì đổi lại thành C1. Bạn nào ở Vâng. lớp nào ghi rõ tên như vậy cho thầy. Để theo một cái định dạng thì sau đây thì tất cả các thầy cô giáo khi hỗ trợ các bạn học ở nhà, hỗ trợ các bạn thì sẽ xem như vậy theo danh sách của lớp. Chứ bây giờ nhìn các bạn ghi không theo một cái định dạng nhất định, thành ra rất khó cho các thầy cô để hỗ trợ được các bạn cũng như là kèm các bạn ở trên lớp cho tốt hơn. Các bạn thay đổi đi, thay đổi vào mục cá nhân, thay đổi hết đi. Chúng ta thấy nghĩ là lớp 4 của Thay mình đổi, đều tự em thay làm đổi hết. rồi thầy ạ. Ok. Chờ một lát cô Lina vào nha. Cô vào đây rồi. Trong lúc chờ các bạn khác thì các bạn thay đổi hết đi. Rồi lát nữa, 2 phút nữa chúng ta học. Cái gì nhỉ? Thay đổi tên ở chỗ nào ấy cô? Vào mục cá nhân của em thay đổi đi. Ôi, lúc nãy bạn nào bảo đổi rồi đấy. Bày cho bạn cái nào. Em đổi rồi ạ. Ừ, bày cho bạn cái Hải Phong. Ấn lên phần cá nhân xong ấn lên cái bút ấy. Xong rồi chỉnh sửa tên. Xong rồi ấn vào link. Em đổi xong rồi ạ. Ừ, đấy. Để cô xem cô bài cho nhá. Cô xem cô bài cho nào. Music Cô class này. có bài cho con đi, con không biết cách đổi. Ừ, để cô làm nhá. Con, các bạn mở Easy Class ra. Mở Easy Class ra nào. Mở ra hết để tôi xong cô bày cho nào. Được chưa? Mở Easy Class hết chưa? Rồi ạ. Rồi, có các con nhấn vào cái mục cá nhân ở phía dưới màn hình. Phú ơi, con thấy cái mục cá nhân đó chưa? Con thấy cái mục cá nhân ở phía bên dưới màn hình chưa? Rồi ạ. Ừ, đấy, nhấn vào mục cá nhân. Thì các con sẽ nhìn lên phía trên màn hình có một cái bút. Nhìn lên phía trên màn hình có một cái bút. Thấy không? Em thấy rồi. Đấy, nhấn vào cái bút đấy là mình có thể thay đổi được tên thôi. Nha, thay đổi tên thì các con sẽ viết lớp tên lớp của mình trước, sau đấy viết họ tên của mình phía sau. Được chưa? Xong rồi đấy. Cô mà con ghi Hương Ly lớp C1 thôi cô ạ. Ừ, các con viết như thế nào đây, nghĩa là có tên lớp cho cô nhá. Vâng. Có tên lớp và họ tên đấy. Phú với Minh Châu đổi được chưa nhỉ? Không có phần AC class nên không đổi được. Cái gì Minh Châu ơi? Em không có AC class nên không đổi được. Ủa, lâu lâu hôm bữa giờ Cô Minh Châu ơi. không dùng cái gì hả? Ơi.
Cô bị bạn đang hỏi về gì trên Easy Class đấy? À, Hoàng Anh đã đổi tên ở trên Easy Class chưa? Rồi. Ừ, ok. Minh Châu là... ơi. Có bấm lưu rồi. Rồi rồi, cô biết rồi. À, Minh Châu không có Easy Class từ bữa giờ hả? Không ạ. Ủa? Cô lại tạo bản nào cũng phải có chứ. Các bạn vào hết chưa nhỉ? Để chúng ta học. Còn bạn Bảo Ngọc ha, Bảo Ngọc, Khánh Vy, Quỳnh Chi, Mai Anh. Ô, đâu phải. Đúng rồi nhỉ, chúng ta là 4B1 đúng không? Minh Châu, con không nói bố mẹ tải về để học đi, tải cái phần mềm đấy, Easy Class đấy để học. Bây giờ mẹ con không có nhà đâu, dạo này mẹ con đi nhiều nơi lắm. Ừ. Thế thì con sẽ nói người lớn trong nhà đấy, người lớn trong nhà tải cái phần mềm đấy để mà học thôi. Hôm trước chúng ta học lesson 2 của unit 5 ha. Hôm nay chúng ta sẽ học unit 3. Unit 5 chứ. Lesson 3 và bài review luôn ha. Ok, có nghĩa là chiều nay chúng ta sẽ chỉ học thôi. Không chơi trò chơi thì hết. Và bạn nào không tập trung học thì thôi đấy. Chiều nay học rất nhiều kiến thức quan trọng. Rồi các bạn bật cam lên hết đi. Cô xin phép không bật cam bởi vì mạng nhà cô hơi bị... có vấn đề, nó bật cao nên cô sẽ không nhìn thấy được các bạn. Ừ. Nam con cũng không bật được luôn á. Ừ, Hương Ly thì cô biết rồi, trường hợp của Hương Ly cô biết rồi. Các bạn khác bật lên hết đi nào. Bật lên hết nhá, cô mới thấy chắc Đức Phú bật thôi. Các bạn khác bật lên đi. Rồi, cô thấy cô Quỳnh Chi rồi này. Rồi, tốt. Quỳnh Chi ơi, con đã đổi tên trên Easy Class chưa? Con thân cô là đổi tên gì ạ? Đổi tên ở trên Easy Class ấy, con đã cài đặt cái phần mềm ấy chưa? Con rồi ạ. Ừ, con sẽ đổi tên là thêm cái lớp mình đang học, sau đấy là viết họ tên của con ở trên Easy Class nhá. Con biết cách đổi không? Yes. Ừ, ok, rồi. Thôi chúng ta không chứa các bạn khác nữa, chúng ta học nhé. Hoàng Anh, bật cam lên Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh.
Mang con hơi mang con hơi kém kém một tí. Chờ giờ con mà toán tốt thì con bài hình lên. Cái cam mình có vấn đề thì mình sẽ chụp lại cái kết nối và gửi cho thầy Giang để thầy ấy kiểm tra hộ cô nha. Chứ bạn nào cũng phải bật đấy. Chụp lại, nếu không thì nếu không có chứng cứ buổi sau cô không cho học đâu. Nhá. Rồi nào. Chúng ta sẽ học là lesson 3 của unit 5. Okay. Right. Cô à, để tuần sau cô thi gì, cô thi xong rồi cô sẽ nghiên cứu mấy cái trò chơi cho các bạn. Cao hút các thứ. Cô thi, cô chưa thi à cô? Tuần sau cô mới thi cơ, cô viết tiểu luận. Tuần con sau đã thi xong rồi. Hôm qua con để thi. Mất một cái lớn nhất nên lại con phải cắt hình. Không sao, bật lên. Được rồi. Bật lên đi. Mạng thì con hơi chụp chờn là vì bố bị bà nội con đang làm gà rồi kia. Liên quan thế. Liên quan thế. Bố với bà nội đang làm gà. Làm gà hả? Tức là làm con gà ấy hả? Kiểu như gà trống, chỉ có duy nhất một con gà mái thôi. Ôi giời, Hoàng Anh hay quá. Các bạn đợi cô tí nha, cô đang đăng nhập cái này cái. Ok, các bạn tranh thủ xem bài đi, xem bài nhá. Sau đấy chúng ta sẽ được nghe. Để mẹ ơi. Này. Ấy cô, nếu mọi người nhìn phóng to ra là mọi người có thể thấy đang làm gà. Kiếp, ôi giời, ghê nhỉ. Hôm nay có ngày gì mà bố và bà làm cả trưa thế? Có khách. Có khách làm cả trưa luôn hả? Ghê nhỉ. Rồi, ngồi vào bàn học để chúng ta học nào. Rồi các bạn nhìn vào nha, rồi bây giờ chúng ta nghe qua nào. Nghe là tập trung học luôn nha. Chú ý tập trung học. Phải thật sự tập trung cho cô. Cái này là trang 34 đúng không? Activity 1. Ok. Nào nghe nhá. Page 34. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Sing. I can sing. Swim. I can't swim. Okay, one more time. Page 34. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Sing. I can sing. Swim. I can't swim. Hoàng Anh tắt cam từ khi nào đấy? Hoàng Anh xuống làm gà với bố với bà hay sao mà tắt cam? Không được nha. Rồi. Nó cứ các bạn nó cứ mất đi một cái. Mạng rồi các bạn xem vào đây. Mạng cô mất đi một cái, mạng cô mất đi ba cái mà lúc sáng cô vẫn bật được đấy. Nào, nhìn này các bạn nhìn nhá. Cô sẽ đọc lại một lần nữa. I will read it one more time. Yes. And then you need to repeat it. Okay? Now, this one. Sing. Sing.
I can sing. I can sing. Ok. Một lần nữa nha. Nghe cô đọc âm này. Sing. I can sing. Cô nhờ một bạn đọc lại nào. Minh Châu nào. Sing. I can sing. Very good. Cool. Khương Ly. Sing. I can sing. Ok, Quỳnh Chi. Sing. I can sing. Chính xác, Đức Phú. Sing. I can sing. Nào, con đọc cả dòng đi. Sing. I can sing. Sings. I can sing. Chính xác, Hải Phòng. Sing. I can sing. Oh, that's right. Hoàng Anh. Sing. I can sing. Okay. Rồi ngồi yên mà học chứ đang làm cái gì mà như bơi giữa biển hết đấy. Rồi các con nghe tiếp nha. Nghe em tiếp theo. Cô biết rồi nhưng thấy con ngồi không nghiêm túc. Cô biết thế nhưng cô thấy con ngồi không nghiêm túc nên cô nhắc thôi ha. Rồi các bạn nghe tiếp theo nào. Cái này khó đấy này, cái này khó nhá. Bạn nào nghe cô đọc xong chú ý đọc theo đúng thì siêu này. Nghe nhá. Đấy, nó sẽ vuốt từ gì đây? Chữ gì? Và? Ok. Chính xác đấy. Rồi đọc tiếp này. Swim. Swim. I can't swim. I can't swim. Đọc lại, cô đọc lại ha. Swim. I can't swim. Ok, mời các bạn nào. Cô mời Hải Phong nào. Swim. I can't swim. Cool. That's great. Rất là tốt luôn. Cực kỳ tốt luôn. Nào, Hoàng Anh. Hoàng Anh bật mic lên. Con quên bật mic kìa. Swim. I can't swim. Chính xác. Ok, Quỳnh Chi. Swim. I can't swim. Không, cái đấy là swim, swim, không phải là swim đâu. Swim, swim. Con đọc lại nào. Swim. 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 Ok, chính xác. Chính xác. Swim. Nha, không phải swim, không phải quờ đâu. Nó là w, không phải là quờ nha. W, swim, swim. Ok, Hương Ly nào. Squim. I can't squim. Các bạn cứ đọc ra chữ Q đấy nhỉ, không phải chữ Q đâu nha. W, W, swim. 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 Chính xác, swim. Swim, không phải là... Ừ, đúng rồi, swim nha. Rồi, Minh Châu nào. Swim. I can swim. Rồi đọc lại cho cô nào. Minh Châu đọc lại cho cô cái cô vừa mới. Ok, đọc lại cũng nghe nào. Swim. I can swim. Chết rồi, sao các bạn cứ đọc ra chữ Q thế nhỉ? Nó là W, W, swim, swim. Con đọc lại cô nghe nào. Không phải sờ quờ đâu, không phải. Hoàng Anh, Hoàng Anh thử đọc lại cho cô nghe nào. Swap, swap, swap.
I can't. Hoàng Anh đọc cái chữ swim đi, swim. 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 Đấy, đọc w không phải là qu nhá, không phải chữ cu mà các con học đâu. Nó là swim. Không, Hoàng Anh tắt mic, không nói lung tung. Không nói linh tinh. Swim. Hải Phong lúc nãy nói đúng, Hải Phong nói lại cho cô nghe và các bạn nghe nào. Swim. Chính xác, swim, nói bình thường đi các con. Rồi, Minh Châu nào. Swim. I can swim. Cô sợ các con sẽ bị nói sang cái chữ quờ quá. Để cô cho các con nghe lại một lần nữa chữ này nhá. Các bạn sẽ nói nhầm mất. Nãy giờ Quỳnh Chi và Minh Châu cứ bị nói nhầm chữ này, hôm trước cô thấy có sao đâu ta. Nào, cô sẽ cho các bạn nghe lại nhá. Nghe rõ nhá. Swim. Swim. Whoa. Swim. Win. Win. Swim. Đấy. Rồi cái hôm này các con sẽ luyện nhiều hơn. Vậy Đức Phú thử đọc cô nghe nào. Swim. Chính xác swim. Đấy. Đấy, đúng rồi. Swim, swim. Ok. Rồi, cái hôm này các con cố gắng về luyện cho cô nhá. Swim, swim, swim. Ok, swim. Ok. Now, activity 2, listen and number. Ok. Activity 2, listen and number. Then say aloud. Nghe và nói. Sau đó, sorry, nghe và đánh số vào đúng không? Sau đó nói to lên nhá. Nào chúng ta nghe nào. Nghe thật kỹ cái âm người ta đọc luôn cho cô nha. Nào tắt mic đi các bạn. Nào mute your mic. Tắt mic hết nào. Page 34. Activity 2. Listen and number. Then say aloud. 1. Can you swim? 2. Can you sit on the chair? 3. Can you swim? 4. Can you sing? One more time, một lần nữa. Page 34. Activity 2. Listen and number. Then say aloud. 1. Can you swim? 2. Can you sit on the chair? 3. Can you swim? 4. Can you sing? Okay, write your answer into the box chat. Write your answer into the box chat. Được chưa? Các con đã viết đáp án vào cái box chat chưa? Con lấy rồi ạ. Ok, để cô kiểm tra nào. Tất cả bạn nha. Con ghi tất lần đặt trước tất cả mọi người. Đấy, tập trung học là nó sẽ nhanh thôi. Ok, Hoàng Anh 1B, 2C, 3D, 4A. Cường Ly cũng đáp án giống thế đúng không? Các bạn khác viết đáp án gửi cô nào, cô kiểm tra. Rồi, Quỳnh Chi, USB, CVD. Ok. Các bạn khác gửi đáp án cô xem nào.
I don't want to be too. Okay. One, B, two, C, three, D, four, A. Rồi, chính xác. Okay. Now, one, B, can you swim? Two, C, can you sit on the chair? Three, D, or A? Cô xem nào. Three D, okay. Three D, can you swing? And for A, can you sing? Okay. Who can translate all these sentences into Vietnamese? Bạn nào dịch được tất cả những cái câu này sang tiếng Việt cho cô nào? Who can? Me. Okay, Quỳnh Chi ha. Quỳnh Chi dịch cho cô nào? Con thân cô là câu A là bạn có thể hát không? Câu B là bạn có thể bơi không? Câu C là bạn có thể ngồi trên chiếc ghế không? Câu D là bạn có thể đu không ạ? Okay, that's right. Nào, Hương Hy đọc tất cả những câu này bằng tiếng Anh cho cô nào. Can you sing? B, can you squeal? C, can you sit on the chair? D, can you swing? Swing, wing, wing, wing. Yeah. Swing. Okay, now Minh Châu nào, Minh Châu đọc lại cho cô. Ô, Minh Châu bị out rồi. Okay, Đức Phú đọc lại cho cô tất cả các câu nào bằng tiếng Anh nào. Phú ơi, đọc lại cho cô tất cả câu này bằng tiếng Anh. Can you sing? Can you swim? Can you sit on the chair? Can you swim? Okay, that's great. Okay, Hoàng Anh đọc lại nào. Hoàng Anh nhắn linh tinh đọc lại cho cô. Có phải là mấy ai go out à? Ok, rồi cô thấy tin nhắn của con rồi, ra lần một nha, ra ngoài lần một nha, đọc xong rồi đi nè, đọc xong đã rồi đi. Ủa, đi luôn, Hải Phong nè. Cô ơi, dịch ra tiếng Việt hay là dịch ra đơn gì? Đọc tiếng Anh. A, can you sing? B, can you swim? C, can you sit on the chair? D, can you swim? Ok. Rồi. Nào Hải Phong đọc cô nào. A, can you sing? B, can you swim? C, can you sit on the chair? D, can you swim? Ok, that's great. Đúng rồi, chính xác. Right. Tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đến với activity 3, let's chant. Nghe qua một lần và chúng ta sẽ chuyển nhanh để đến phần review ha. Oh shit! Cô vừa mới lướt qua cả đấy cơ. Number. Page 34, activity 3. Let's chant. Can you sing? One, two, three, four. Can you sing? Yes, I can. I can sing. Can you swim? No, I can't. I can't swim. Can you swing? No, I can't. I can't swing. Okay, done. Alright. Chúng ta nghe qua cái bài này như thế thôi nha, bởi vì các con cũng biết nghĩa hết cả rồi ha. Alright, so number 4. Read and complete. Okay, nào bây giờ cô sẽ nhờ một bạn đọc bài, Đức Phú đọc bài cho cô nào.
Cô con đọc bài. Hi, my name is Mike. I like music very much. Much. Đúng rồi. I can sing and dance. Good. You can. But I can't. Play the piano. My friend ở phòng. Em nam. Không can play badminton. But you can't play football. Nam can play chess. But yes, he can't swim. Rồi, Hải Phong đọc lại cho cô đi. Hi, my name is Mike. I like music very much. I like sing and dance, but I can't play the piano. My friends are from Vietnam. Phong can play badminton, but he can't play football. Nam can play chess, but he can't swim. Ok, that's great. Chính xác. Rồi, cô đọc lại một lần nữa nha. Sau đấy các bạn chú ý làm cho cô nha. Hi, my name is Mai. I like music very much. I can sing and dance, but I can't play the piano. My friends are Phong and Nam. Phong can play badminton, but he can't play football. Nam can play chess, but he can't swim. Now, bây giờ cô nhờ một bạn dịch ra tiếng Việt cho cô nha. Who can? Cô sẽ nhờ Hoàng Anh đi. Hoàng Anh quay về chưa? Hoàng Anh. Hoàng Anh. Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh đâu? Dịch sang tiếng Việt cho cô đi. Dịch sang tiếng Việt. Translated into Vietnamese. Chào, tên tớ là Mai. Tớ thích nhạc lắm. Tớ có thể hát và nhảy, nhưng tớ không thể chơi đàn piano. Bạn, những người bạn của tớ là Phong và Nam. Phong có thể chơi cầu lông, nhưng không thể chơi bóng đá. Nam có thể chơi cờ, nhưng không thể bơi. Đúng rồi, chính xác. Nào, các bạn sẽ làm cho cô đi điền các cái tên này. Sau 2 phút cô sẽ gọi các bạn bất kỳ nhá. Không cần viết vào chat đâu, cô sẽ gọi các bạn bất kỳ. Minh Châu bị out ra chưa vào được vào chơi. Hoàng Anh miệng bị gì mà đỏ đỏ thế con? Miệng con bị gì mà đỏ đỏ thế? Thế là cảm lạnh. À, cảm lạnh hả? Lớp chúng ta hôm nay vào học ít quá nhỉ? Còn Bảo Ngọc với Tùng Lâm đúng không? Sao nghỉ nhiều vậy ta? À đúng rồi, cuối buổi các bạn nhắc cô lấy cái email của các bạn để cô điền vào cái bảng tính của cô cái nhá. Nhớ nhắc cô cuối buổi lấy email các bạn nha. Các con nhớ email thì đánh vô cho cô luôn cũng được. Con là hurlytrần2012@gmail.com. Con ghi vào đi chứ không lỡ ký tự cô ghi sai đấy. Ghi nút cái... Ui dồi ôi, Hoàng Anh ơi, gì mà nút thế con? Gì mà ăn mặc bán nút thế Hoàng Anh? Thế là ngay. Với xấu hổ.
Xấu hổ quá. Mặc vào đi. Các bạn cười cho. Ai lại bán nút thế? Rồi, ok. Nào, Quỳnh Chi ơi, con xong cho con làm cho cô nào. Ơ, cô ơi, cô bạn ý làm gì mà cô bảo bán nút cái gì đấy? Bán nút có nghĩa là cởi trần đấy con. Cởi trần đấy. Đấy. Bạn con cười quá. Ừ, rồi. Sao con cười lại nghe. Cho con? Con nhân cô, một là Nam, hai là Phong, ba là Mai ạ. Ừ, ok. Rồi các bạn có đáp án giống bạn Quỳnh Chi không? Yes. Vậy thưa mẹ con. Rồi các bạn đợi cô tí nha. Các con là tìm ra cái lý do tại sao mình lại chọn tên như thế đi. Mẹ bật cam cho em nhé. Ok các bạn. Nào, lý do vì sao mà câu đầu tiên lại là Nam vậy nào? Cô mới Hương Ly. Hương Ly nào. Hương Ly đâu? Dạ. Lý do tại sao câu đầu tiên lại là Nam nào? Tại vì con ở trong đoạn văn có câu Lan can play cheese. Nhưng với cả là but he can't swim. Đúng rồi, có nghĩa là Nam can't play chess. Nam có thể chơi cờ vua, but Nam không thể bơi đúng không? But he can't swim. Nhưng anh ấy không thể bơi. Ok. Đây là bàn cờ vua này. Chess, cờ vua. Đây là bơi đúng không? Đúng rồi, swim. Rồi, câu thứ hai các con chọn là Phong đúng không? Rồi, vậy thì tại sao lại là Phong nào? À, Hải Phong nào, cô nghe luôn ạ. Con thưa cô là trong đoạn văn có câu Phong can play badminton, but he can't play football. Yes, very good. Đúng rồi, chính xác. Phong có thể chơi badminton là cầu lông, nhưng anh ấy lại không thể chơi đá bóng. Ok, he can't play football. Right. Còn Mai ở đây, Mai nói là gì đấy? I like music very much. I can sing and dance, but I can't play the piano. Mai có thể nhảy và hát. Đây, một cái mic, micro, đúng không? Còn đây là piano, ok. Rồi, nào các bạn sẽ write about yourself. Viết về các con đi, viết về bản thân các con. Một cái ví dụ ở đây nhé các bạn. Chú ý cô giải thích ví dụ để chúng ta làm bài này. My name is Linda. Tên của tớ là Linda. I can swim. Tớ có thể bơi. I can ride a bike. Tớ có thể đạp xe. I can sing and dance. Tớ có thể hát và nhảy. But I can't play the piano. Nhưng tớ lại không thể chơi đàn piano. What about you? Còn bạn thì sao? Ok, dựa vào cái ví dụ này, các con sẽ làm ở cái mẫu này cũng tương tự cho cô nha. Bạn nào không biết từ nào thì cứ việc hỏi cô. Nào, cho các bạn làm đi này. Làm đến khi nào xong thì thôi ha. Hương Ly khoan đã đợi các bạn làm đi. Các bạn cứ làm từ từ thôi. Bạn nào cũng phải làm cho cô nhé. Cô còn viết nếu các con đây. Con học qua bài này rồi, con biết đang vở. Con làm xong ở lớp rồi. Rồi, cô biết rồi. 2 phút cho các bạn làm lại đi. 2 phút cho các bạn làm lại. Bạn nào không biết nghĩa của từ gì thì có thể hỏi cô nha, thoải mái nha.
đấy gì đua đi. Nhau đua nhau tắt mic đấy ở đua nhau tắt cam. Hải Phong tắt cam bởi vì Hải Phong nhìn thấy cô của Hương Ly nên Hải Phong tắt. À, Hương Ly và cô phải tắt cam. Hương Ly thì cam của bạn ấy hư từ hôm nào rồi ấy, là hư lâu rồi. Còn cam của cô ngày hôm nay cô phải tắt để cô sẽ chia sẻ màn hình cho các con cho nó tiện, bởi vì mạng của nhà cô quá yếu. Nếu mà cô chia sẻ màn hình thì cô sẽ bị out ra. Rồi xong chưa? Nào Hương Ly đọc cho cô trước đây nào. Đọc to hơn. Hello everyone, my name is Hương Ly. I can sing, I can read a book. I can scream and dance, but I can play the piano. How about you? Very good. Okay, that's great. Rồi, rất là tốt. Một bạn nữa, bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo, Hoàng Anh. Hoàng Anh nói là đã làm rồi, Hoàng Anh đọc cô nghe. Mấy lần trước nhận con cái thằng Minh lớp thằng Minh em thứ hai của con nhớ viết cái nhưng mơ viết mực vào rồi. Con sẽ tự nghĩ ra để nói chứ sao, con dựa vào cái mẫu con nói là được mà, easy mà. Ôi giời, học lớp nâng cao C1 thì phải biết làm bài này chứ. Đọc làm cô xem à. Thực ra là không có lắm bởi vì con quên mất cái kiến thức vừa dở mít mực đấy có thì con đã quên mất rồi. Ui giời ơi, thế mà nãy giờ không làm đi. Nãy giờ cô đã cho các bạn chuẩn bị bài, ai cũng chuẩn bị hết bài hết, còn một mình là không tập trung. Mình đang học bài này mà. Ví dụ con chưa học ở trên lớp đi thì bây giờ mình cũng đang học thì con phải làm được bài này chứ. Nào chú ý nhìn này. Tớ tên là Linder, tớ có thể bơi này, tớ có thể gì đây? Đạp xe, tớ có thể hát và nhảy nhưng tớ không thể chơi piano. Còn bạn thì sao? Đấy đơn giản thế thôi mà. Nói ra cái việc mình có thể làm, không thể làm. Thế thôi. Rồi, thử bạn nào bạn khác thử nói cho cô nghe. Hoàng Anh kém quá. Rồi, Quỳnh Chi xong chưa con? Hoàng Anh nha, con sẽ được hỏi cuối cùng nha. Yes. Ok, Quỳnh Chi nói nè. My name is G. I can sing and dance. I can ride a bike. But I can play football. What about you? Đấy, yes, very good. Chính xác rồi. Bạn tiếp theo, Hải Phong làm xong chưa? Ôi, cho con yes. Làm cái cách mềm. Ok, Hải Phong đọc nào. My name is Phong. I can swim. I can play badminton. I can play football. But I can sing. What about you? Ok, that's great. Chính xác. Nào, Đức Phú nào. Đức Phú đọc cho cô nào. Con đọc bài. My name is Phú. I can cooking. I can play football. I can badminton. I can. Now I can swim. I can play piano. I can chat. What about you? Ok, rất là tốt rồi. Hoàng Anh, đến lượt Hoàng Anh. Hoàng Anh đọc cho cô. Hoàng Anh ơi! Hoàng Anh đi đâu? Đọc cho cô đi. My name is Hoàng. I can play sports. I can what I can play is base is football and basketball. I can ride a bike. I can ride my bike. I can sing, but I can't dance. I can't
Sometimes I can play the piano. What about you? Very good. Rồi, đấy. Nói được mà cứ tránh làm gì. Ok. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta có một cái dự án. Project. Dự án. Interview three friends and complete the chart. Có nghĩa là gì? Sưu tập những người bạn, những cái việc làm có thể của các bạn. Ok, còn cái này thì có nghĩa là các bạn sẽ thực hành ở trên lớp sau ha. Chúng ta bỏ qua, chúng ta sang phần review. Ok. Yay. Sang phần review đi. Ok. Now, review one, listen and tick. Cái này thì cô sẽ cho các bạn nghe ở trên YouTube ha. Ok, đợi cô tí nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ share màn hình của YouTube ha. Có thể là có đáp án rồi, các bạn, việc của các bạn, nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là nghe xem là có những thông tin gì mà các con nghe được, nhá. Listen and tick. Các bạn nghe được chưa? Nghe được cái người ta vừa mới nói listen and tick chưa? Yes. Okay, rồi nghe ha. One. Good night, Mum. Good night, Linda. Two. What's your name? My name's Tony. What nationality are you? I'm Australian. Three. Good morning, class. Good morning, Mr. Locke. What day is it today? It's Thursday. Four. When's your birthday? It's on the 1st of September. Five. Who's that? It's my brother. What can he do? He can ride a bike. Page 38. Okay, các bạn sẽ lưu ý những thông tin các bạn. Ừ, đúng rồi. Chúng ta sẽ nghe lại. Nghe lại xem những thông tin mà chúng ta nghe được nha, chứ không phải là đáp án đâu nha. Nghe được những thông tin gì nha. Review 1. Activity 1. Listen and tick. 1. Good night, Mum. Good night, Linda. 2. What's your name? My name's Tony. What nationality are you? I'm Australian. 3. Good morning, class. Good morning, Mr. Locke. What day is it today? It's Thursday. 4. When's your birthday? It's on the 1st of September. 5. Who's that? It's my brother. What can he do? He can ride a bike. Page 38. Okay, now, cô xem lại câu 1 các bạn nghe được thông tin gì. Rồi, câu 1 các bạn nghe được thông tin gì nào? Con. Rồi, Hoàng Anh nói luôn đi. Hoàng Anh nói luôn nào. Con nghe thấy.
Đầu tiên là Linda. Coi con có thể thay thế bạn không? Ờ ok, Hương đi nói đi Hoàng Anh. Good night, mom. Linda, good night, mom. Ok. Mom sao lại bảo? Okay, rồi. Ngay tiếp bức tranh số 2, bây giờ cô sẽ gọi chỉ định nhá. Cô không để các bạn giơ tay để phát biểu nữa, cô sẽ gọi chỉ định nhá. Bây giờ chúng ta nghe bức tranh thứ 2 nào. Two. What's your name? My name's Tony. What nationality are you? I'm Australian. Ok, Quỳnh Chi nào. What's your name? My name is Tony. What nationality are you? I'm Australian. Chính xác. Ok, that's right. Các bạn nghe tiếp nha. 3. Good morning, class. Good morning, Mr. Locke. What day is it today? It's Thursday. Okay, nào Hải Phong nào. Con thưa cô là bề ạ. Ừ, nhưng mà con nghe được những thông tin gì? Cô là hello Miklok. Good morning Miklok. Good morning class. What day is it today? It's Thursday. Chính xác. All right. Câu tiếp theo. 4. When's your birthday? It's on the 1st of September. Okay, Đức Phú nào. Đức Phú ơi, Đức Phú nào. Đức Phú nghe được câu này chưa? Dạ. Phú. Ờ, con nghe lại nhá, nghe lại. Thursday. Nghe lại nhá. 4. When's your birthday? It's on the 1st of September. Con nghe được chưa? Phú ơi, Phú nghe được chưa? Con nghe rồi ạ. Ok, con nói con nghe nào. Câu ừ, rồi con nghe được những thông tin gì? It's on the September. Ừ. When is your birthday? Ngày sinh nhật của bạn là vào ngày nào? It's on the 1st of September. Ừ, vào ngày đầu tiên của tháng mấy? September là tháng mấy các bạn? Đúng rồi, tháng 9. Nha, yeah, tháng 9. Hoàng Anh lần này là lần con tắt cam thứ 3. Ok. Nhưng mà hôm nay con nói do con mạng yếu, mà tuần trước cũng nói là do mạng yếu. Thế thì cái này cô sẽ kiểm tra phía thầy Giang, sẽ hỏi bố con sau. Ok. Ừ. Nào. Tiếp tục câu số 4 và câu số 5 nhá. Nếu mà Hoàng Anh câu này cô gọi con không trả lời được là do con không tập trung nữa. 5. Who's that? It's brother. What can he do? He can ride a bike. Rồi, câu vần rồi người ta nói cái gì đấy không anh nhỉ? Con đưa cô là who's that? He's my brother. What can he do? He can ride a bike. Yes, okay. Done. Nào, bây giờ các bạn nghe cái mẩu chuyện này ha. Nghe mẩu chuyện này và lát nữa cô sẽ yêu cầu đọc lại đó. Ok. Part 1. Activity 1. Read and listen to the story. Do you remember? Hello, I'm Mew the cat. Hello, I'm Chip the mouse. And this is my sister Mimi. And those are my friends, Morris and Doris.
Hello. Hello. Who are you? My name's Mary. Is this Chit's house? Yes, it is. Hello, Mary. Hello, Chit. How are you? I'm very well, thank you. Mew, this is my cousin, Mary. Nice to meet you, Mary. Nice to meet you too, Mew. Where are you from, Mary? I'm from America. Really? Where in America? New York. Can you play the guitar? Yes, I can. Can you play the guitar too? No, I can't. But I can play the piano. Great! Let's play! Okay, một lần nữa, one more times. One more times. À, lớp của chúng mình có phải có bạn Hà Sang không nhỉ? Ừ, có Hà Sang. Hà Sang nữa đúng không? À, Hà Sang hình như là lớp 4 năm mấy đúng không? À, ok. Rồi, ok, chúng ta nghe lại nhá. Rồi, chúng ta nghe lại. Hello. Cat and Mouse, Part 1. Activity 1. Read and listen to the story. Do you remember? Hello, I'm Mew the cat. Hello, I'm Chit the mouse, and this is my sister Mimi. And those are my friends Morris and Doris. Hello. Hello. Who are you? My name's Mary. Is this Chit's house? Yes, it is. Hello, Mary. Hello, Chit. How are you? I'm very well, thank you. Mew, this is my cousin, Mary. Nice to meet you, Mary. Nice to meet you too, Mew. Where are you from, Mary? I'm from America. Really? Where in America? New York. Can you play the guitar? Yes, I can. Can you play the guitar too? No, I can't. But I can play the piano. Great! Let's play! All right. Nào, cô sẽ nhờ các bạn đọc lại cái bài này, cô share cái bản của chúng ta đã, cái sách của chúng ta đã. So beautiful. Chát kìa cô. Cái gì? Cô tắt cửa sổ chát à? Đâu, tắt chát đâu. Nên con không thấy. Ủa các bạn ơi, chúng ta bị lộn rồi đó các bạn. Chúng ta còn cái bài 2 này nữa, chúng ta đã làm đâu. Rồi, thôi các bạn làm cái này trước cho cô. Các bạn làm cái này trước cho cô nha. Nào, read and write, cô nhờ một bạn đọc cái này cho cô nào. Ok, cô mời Hải Phong đọc bài này cho cô nào. This is my new friend. Her name is Lila. He is 9 years old. He is from England. He is a pupil at Hanoi International School. She likes music very much. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs. She goes to the music club on Wednesday. Ok, thank you. Cô đọc lại một lần nữa các bạn chú ý nha. This is my new friend. Her name is Linda. She is 9 years old. She is from England. She is a pupil at Hanoi International School. She likes music very much. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs. She goes to the music club on Wednesday, okay? Nào, Quỳnh Chi đọc lại một lần nữa cho cô nào.
This is my new friend. Her name is Linda. She is 9 years old. She is from England. She is a pupil at Hanoi International School. She likes music very much. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs. She goes to the music club on Wednesday. Okay, that's great. Rồi, cô Hương Ly ơi, Hương Ly dịch cho cô được không? Translate it into Vietnamese. No. Không dịch được hả? Ok. Rồi, cô dịch cho các bạn nghe nhá. Các bạn chú ý, cô sẽ yêu cầu dịch lại này. This is my new friend. Đây là người bạn mới của tôi. Her name is Linda. Tên của cô ấy là Linda. She is 9 years old. Cô ấy 9 tuổi. She is from England. Cô ấy đến từ nước Anh. She is a pupil at Hanoi International School. Cô ấy là học sinh ở trường quốc tế Hà Nội. She likes music very much. Cô ấy rất là thích âm nhạc. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs. Cô ấy có thể chơi guitar và hát rất là nhiều bài hát Việt Nam ha. À, ok, đúng rồi, bài hát Việt Nam đấy. She goes to the music club on Wednesday. Cô ấy đến câu lạc bộ âm nhạc vào thứ tư. Ok, vậy thì có hai cái từ mà các con không biết. Đó là international. Đáng lẽ từ này chúng ta đã học rất là lâu rồi này. Là quốc tế. Các con ghi vào vở. International là quốc tế. Và club là câu lạc bộ. Club là câu lạc bộ. Me. Ừ, các bạn ghi vào vở đi. Cô ơi cho con dịch ạ. Ừ, ok, Hương Ly dịch lại. Đây là người bạn mới của tôi. Ừ. Cô ấy tên là Linda. Linda. Ừ. Cô ấy 9 tuổi. Cô ấy đến từ lớp Anh. Cô ấy là một học sinh ở trường Hà Nội Quốc tế. Cô ấy rất thích nghe nhạc. Cô ấy có thể chơi guitar và hát rất nhiều bài hát Việt Nam. Cô ấy đến câu lạc bộ âm nhạc vào thứ tư. Ok, chính xác. Rồi, cô mời một bạn dịch lại nào. Đức Phú dịch lại cho cô đi con. Dịch đến đoạn nào không biết thì cô sẽ hướng dẫn. Con dịch đi nào. Không biết dịch rồi. Con cứ dịch đi đến đoạn nào không biết thì cô sẽ hướng dẫn. Đây là người bạn mới của tôi. Cô để tên là Linda. Cô ấy tên là Linda rồi gì nữa nhỉ? Cô ấy mấy tuổi đấy con? Nine là mấy tuổi? 9 tuổi. Đúng rồi, 9 tuổi. Gì nữa nào à? She is from England. Cô ấy đến từ đâu? England là nước nào đấy? Anh quá. Ừ, đúng rồi, nước Anh. Tiếp tục là she is a pupil. Cô ấy là một học sinh của trường gì? Quốc tế. Đúng rồi, trường quốc tế. Cái từ quốc tế đấy lúc nãy con đã ghi vào chưa? Đức Phú lúc nãy ghi international là quốc tế vào vở chưa? Con chưa thấy cô hiện cả sở chat thì con nói được bằng mic được không? Con chưa thấy cô hiện cả sở chat lên. Chat cô có tắt được. Đấy, Hải Phong lúc nãy xin cô ra mà không ra hả? Con cứ ra thôi nha. Ờ, Minh Châu ơi, Châu sao bây giờ mới vào được hả? Em thưa cô ơi, em bị ảo, em vào lại mấy lần rồi bây giờ mới vào được.
Chắc là mạng nhà con yếu hay sao, cái lúc sáng cô cũng thấy con ao mấy lần đấy. Rồi Đức Phú ơi, nghe cô dịch lại một lần nữa này, cái đoạn này trở đi, rồi Đức Phú dịch lại cho cô nhá. She is a pupil at Hanoi International School, có nghĩa là cô ấy là một học sinh của trường quốc tế Hà Nội. She likes music very much, cô ấy rất là thích âm nhạc. She can play the guitar and sing many Vietnamese songs. Cô ấy có thể chơi đàn guitar và hát rất là nhiều bài hát Việt Nam. She goes to the music club on Wednesday, có nghĩa là cô ấy đến câu lạc bộ âm nhạc vào thứ tư. Rồi, Đức Phú dịch lại nào. Con dịch lại. Ừ. Đây là người bạn mới của tôi. Tôi tên là Linda. Cô đấy 9 tuổi. Cô đấy đến từ nước Anh. Cô đấy là một học sinh của trường Hà Nội quốc tế. Trường quốc tế Hà Nội, ok rồi. Cô đấy thích nghe nhạc. Cô đấy có thể chơi guitar và hát rất nhiều bài hát Việt Nam. Cô ấy thường đến gì? Cô ấy đến là câu lạc bộ âm nhạc. Cô đấy thường đến câu lạc bộ âm nhạc vào thứ tư ạ. Chính xác. Đây, ok. Rồi các bạn sẽ làm cho cô để trả lời những câu hỏi này. 2 phút. Làm cho cô. Có bạn nào không hiểu câu hỏi thì cứ hỏi cô nhá. Thôi được, cô giải thích cho này. Câu thứ nhất, where is Linda from? Linda đến từ đâu? Câu thứ hai, how old is she? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Câu thứ ba, what can she do? Cô ấy có thể làm gì? Câu thứ tư, what does she do on Wednesday? Cô ấy làm gì vào thứ tư? Em xong Minh Châu không cần rồi ạ. Ừ, cô biết rồi, để các bạn làm đã. Minh Châu, con không cần bật cam đâu nhé. Con cứ để như thế mà học thôi, không lại bị out. Cô thấy các bạn mặc áo có vẻ mỏng nhỉ? Ở Hà Nội không lạnh à, hay sao các bạn mặc không, áo mỏng nóng thế? Lắm cô ạ. Nóng á? Cô đang mặc áo hoodie, áo bông này. Trắng cô ạ. À. Nóng á. Chỗ cô thì lại lạnh cơ. Lạnh nhưng mà vẫn nắng. Là có nắng hả? Có nắng cho nên các con thấy nóng hả? Ok rồi. Minh Châu, nếu máy hay ao thì con không cần bật cam đâu cũng được, con chỉ được không? Ổn không? Ok la không? Vâng. Ok, rồi. Vậy thì câu thứ nhất cô sẽ mời Quỳnh Chi nhá. Câu thứ hai nha. Câu thứ hai sẽ là bạn Minh Châu nhá. Câu thứ ba sẽ là Hải Phong, câu thứ tư Hương Ly. Yes. Ok, câu thứ nhất nào. One. Where is Linda from? From. Her is from England. She is from England. Rồi, chính xác. Ok, rồi câu thứ hai nào. How old is she? She's 9 years old. Chính xác, exactly. Ok, câu thứ ba nào. She can play the wood guitar and sing many Vietnamese songs. Chính xác, exactly. Nào câu thứ tư. She goes to music class. On Wednesday. Wednesday, okay. She goes to music club on Wednesday. Okay, done. Now, bài ba, read and march.
Read and March. Với bài này các con sẽ có 2 phút làm và viết đáp án vào chat cho cô nhá. Khi nào cô nói viết đáp án thì các con mới gửi, chứ đừng gửi trước nha. Để cô xem không lại các bạn lại chép bài của mình đấy. Cho nên là khi nào cô nói gửi thì các con mới gửi. Có câu nào các con không biết thì các con cứ hỏi cô nhá. Không phải ngại nhá, cứ hỏi. Nghĩa là các con hiểu bài là được rồi. Câu nào không biết cứ hỏi cô. Câu nào không biết thì cứ hỏi nha. I'm done. Minh Châu, à cô tưởng Minh Châu bị out rồi. Ừ ok, cô thấy rồi, cô thấy con rồi. Rồi bây giờ các bạn im lặng để cô gọi bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh ơi, đọc cho cô đáp án của con nào. Các bạn chờ từ nha. Hoàng Anh ơi, đọc đáp án của con cho cô. Sao cô mấy cô? Thấy chưa? Đọc đáp án tất cả các câu. What's your nationality of you? I'm American. When's your birthday? It's on the 2nd of May. What can you do? I can swim. What day is it today? It's Tuesday. Goodbye, Mai. See you later, Nam. Okay, done. Very good. Chết rồi. Cô đánh dấu sai rồi. Con gửi đáp án cho cô. Ừ, đúng rồi. Các bạn gửi đáp án vào chat cho cô xem. Ôi, con đã bảo là Tuesday mà. Tại sao cô lại đây là see you later Nam? Không, lúc nãy cô lấy sai. Cô biết rồi. Rồi. Ok, là. Ơ cô ơi, cô, con vừa gửi sao nó không nổi lên cô nhỉ? Cô xem nào. Ngân Ly đây, cô thấy đây rồi này. Nhưng mà của con không thấy. Mấy bạn này, các bạn làm cái chữ... Các bạn làm cái chữ màu tài thế nhỉ? Cô chả biết làm chữ màu ở đâu luôn á. Cô ơi, cô có thấy cái hình chữ A với cái bút hay không? Không. Đâu? Ông của cô không có à? Không. Cái hình chữ A có, cô bút. Thấy, cô thấy, có rồi. Cô thấy rồi. Đấy, cô đổi vào đấy được mà. Nhưng mà nó làm gì có màu đâu. Cô ấn vào chữ A. À có, cô thấy rồi. Cái này là nó tô hẳn màu ra luôn. Nhưng nó nhưng của cô nó lại hiện như thế này. Nó thế nào? Cô gửi lên chat thì cô. Đây cô lại ra cái màu như thế này là sao? Thì cô chọn vào cái bút xem nào. Cái bút à. Đấy. Bây giờ cô bấm vào cái chữ A có cái gạch đấy. Rồi cô bấm đấy rồi đấy. Của con là ra đây này. Đó. À, cô biết rồi, nhấn vào phông color là nó sẽ ra cái màu khác. Rồi đợi cô tí, cô sẽ thể hiện cho các bạn xem. Look at me. Sao thế? Sợ không được. Từ từ nha. Phải chỉnh chứ. Màu vàng. Rồi. Được rồi. Thấy chưa? Được rồi. Em có tối không? Ừ, có hơi tối con ạ. Nhưng mà không sao. Không sao, cô nhìn thấy con là được rồi. Không sao đâu. Vâng. Nhưng mà cô thấy cái chữ của Quỳnh Chi nó to, nó đẹp thế mà. Cái chữ của cô nó bị gì? Con phóng to nó lên. Phóng to. Phóng to kiểu gì nhỉ? Con chọn phông chữ. Chọn phông là để cô thử cô coi này. Con không được luôn. PC coi. Hay là nhấn cái này ta. À đâu.
chọn hết không sai à, đây rồi, cô biết rồi, biết rồi, biết rồi, bấm vào đâu cô? Có cái ba chấm đấy, các con nhấn vào phông sai, phông sai là nó có. Tại sao cứ bấm cái gì gì đấy? Đâu ủa, sai đâu. Có cả cái dấu gạch ở giữa, mấy đứa này tìm tài thế. Rồi. Thôi, cô dạy xong cô sẽ phá cái này. Cô sẽ ở lại cô phá cái này. Thôi chúng ta học tiếp nữa nha. Không hết giờ mất. Ok. Now, number four, look and write, then say. Nào các con nhìn vào xem, rồi thử điền đáp án vào cho cô. Điền ha. Tất cả các bạn đều phải điền một lượt từ câu 1 đến câu 4 đi. Các con sẽ điền đáp án vào xong phẩy để sang chuyển sang câu khác, rồi xong đấy mới gửi. Gửi một lượt chứ không gửi từng cái. Các con cứ làm thoải mái nha, cô không giới hạn thời gian, nghĩa là tất cả các con đều hiểu bài là được. Để cô thử bật cam lên xem nó có bị ao không nào. Ủa, cái mặt mình đâu? Cái mặt cô đâu nhỉ? Where's my face? Where is my face? Mặt tôi đâu? Ủa, kỳ vậy? Oh shit. Ah, here. Oh, okay. Rồi các bạn làm xong chưa? Các bạn viết ở chat cho cô đi. Con làm câu này không? Tom thì đến từ đâu đây? Nước nào? Con đoán đi. Tom is America. Chữ Sunday em quay mấy không ghi chữ số 4 vào nhá. Chứ không phải em viết vào câu 3. Mười, ok. Rồi, cô biết rồi, Được. Ok. Thương quá. Rồi, Đức Phú làm cho cô câu 1 nào. Nào, Hoàng Anh. Drill, keep silent. Okay, Đức Phú nào làm cho cô câu 1 nào. I'm from America. Tom is from America. Tom is from America. Okay, cô thấy rất nhiều bạn có đáp án ha. Minh Châu và Hải Phong có rồi. Okay. Now, number 2, Quỳnh Chi, number 2. His birthday is on the 15th of January. January chứ. Tháng 1 mà. Tháng 1 là January. Rồi, cái này Minh Châu và Hải Phong làm đúng rồi nha. Hoàng Anh, đúng rồi, Hoàng Anh đúng rồi đấy. Now, number three, Hương Ly, number three. He can play badminton. Badminton, chính xác, exactly. Okay, Minh Châu, number four. He goes to the zoo on Sunday. He goes to the zoo on Sunday. All right, very good. Exercise five. Write about you.
Exercise 5. Write about you. Viết về bản thân các con. Ở đây chúng ta sẽ nhận được những thông tin gì? Hi, my name is... Là các con sẽ giới thiệu về tên của mình, đúng không? I am blank years old. Là các con mấy tuổi này, đúng không? I am from... Các con đến từ đâu, đúng không? Việt Nam cũng được, mà Hà Nội cũng được. Hay là Hà Nội, Việt Nam cũng được. Ok? I am a pupil at... Các con học trường nào? Tớ là học sinh của trường nào đây? Suy xá primary school, đúng không? Rồi, cái này. Con là trường tiểu học Kim Đồng. Ừ, rồi, trường tiểu học Kim Đồng. Rồi, I can... Cái gì đây? Các con có thể chơi gì thì viết vào đây. Rồi, I cannot là con không thể chơi cái gì. Các con viết vào đây. Rồi, rồi các con đi đâu làm gì vào chủ nhật? Các con viết vào đây. Ví dụ, go to the zoo là đi sở thú, hay là go to... Go to the museum, đến bảo tàng vào chủ nhật, hay là go to the library. Rồi, các con làm đi, các con cứ làm đi đã. Làm bài này đi, đợi cô tí cô xem cái bài sau là I'm so fast. I know you fast, but you need to wait other people. Chờ các bạn khác nha. It's so cold, guys. It's very cold. Winter is very cold. Mạng bây giờ mạnh thế ta. Lúc sáng cô dạy lớp của Minh Châu mà mạng cứ bị nghẹt liên tục, rất là khó nghe. Lè cầu áo. Con hỏi chúng cần phải chết rồi cô không trả lời. I'm done. Bởi vì Hoàng Anh ao hơi bị nhiều ấy, cho nên cô không muốn cho con ra ngoài nữa nãy giờ. I'm done. Cô thấy rồi, cô thấy Hải Phong xong đầu tiên. Lúc nãy nhắn trong nhóm xong đầu tiên đúng không? Rồi Hải Phong đọc bài cho cô nào. Hi, my name is Phong. I'm 9 years old. I'm from Vietnam. I am a pupil at Lady Dong Family School. I can play football. I cannot sing. Ai gì? Con muốn đi đâu vào chủ nhật? Hay là ở nhà thôi? I swimming on Sunday. Đi bơi vào chủ nhật vào cái thời tiết giá băng này. Ok, rồi, tốt. Cô mời bạn tiếp theo, Hương Ly. Hi, my name is Hương Ly. I'm 9 years old. I'm from Hanoi. I am a pupil at Suy Xá Primary School. I can draw and sing. I cannot swim. I go to the library on Sundays. Okay, đến thư viện vào Sunday rất là tốt, mọt sách luôn đúng không? Rồi cô mời bạn. Bạn nào tiếp theo? Bạn Hoàng Anh đi. Hoàng Anh nào. Rồi Hoàng Anh xong rồi Quỳnh Chi. Hoàng Anh. Nine years old. I'm from Vietnam. I'm a pupil at Kingdom Primary School. I can play sports. I cannot swim. Sometimes I go outside. Sometimes you go outside. Vào cái dịch COVID như thế này thì sometimes you go outside.
Ok, cô mời Quỳnh Chi nào. Hi, my name is Chi. I am 9 years old. I am from Vietnam. I am a pupil at Trisa Primary School. I can sing and dance. I cannot cook. I go to the zoo on Sundays. Rồi, ok, cô mời Minh Châu nào. Cô bài văn của em là Hi, my name is Joe. I'm 9 years old. I am from Vietnam. I am a pupil at school. I can play football as I can't play the piano. I go to the zoo on Sunday. Okay, that's great. Now, Phú nào? Phú ơi, Phú đọc bài cô nào. Cô là Hi, my name is Phú. I am 9 years old. I'm from Hà Nội City. I am gì đấy? Gì đấy? I am a pupil at gì con? Con học ở trường nào? At Hồng Sơn Village. Ừ, Hồng Sơn Village. Rồi, tiếp tục. Gì nữa? I can badminton. I cannot swim. I... Ok, tiếp tục nào. Câu cuối cùng là gì? Câu cuối cùng là con đi đâu vào chủ nhật? Nói lại cho cô nghe, con đi đâu vào chủ nhật nào? I like cycle on Sunday. Ok, rồi. Còn một cái mẩu chuyện nữa ở cuối này là Mouse, Cat and Mouse. Cô sẽ chụp bài này gửi vào cho các con làm để ngày mai cô sẽ kiểm tra nhá. Giờ máy tính của cô bị hết nguồn ấy. Ok, mà rồi. Bởi vì sạc của cô không nhớ, không lục biết để đâu hết. Rồi ngày mai, bây giờ cô sẽ chụp bài này gửi vào trong chat cho các con. Khi các con out khỏi lớp thì các con sẽ quay lại cái chat để các con kiểm tra và tối nay làm để ngày mai mình học cô sẽ kiểm tra nhá. Rồi bây giờ ôi, cô cho các bạn. Ôi, cô còn bao nhiêu bài tập ở lớp C1 rồi lớp Easy Class thực chiến. Ôi, con Easy làm. Class thực chiến. Bởi vì bài này cũng dễ mà, có sao đâu, bài này cũng dễ mà. Thôi làm ha. Rồi, bây giờ chào các bạn, ngày mai gặp lại các bạn nhá. Nhớ phải làm bài tập cho cô, lát nữa cô sẽ gửi vào chat nhá. Tối nay cũng nhớ mở chat ra kiểm tra. Các con học xong các con nhớ mở chat ra để kiểm tra nhá. Tối nay con học Easy Class thực chiến nè cô. Con học đi, bài này làm nhanh thôi mà. Ôi giời, Hương Ly làm bài này thì có 5 phút chứ bao nhiêu. Con làm xong rồi. Ừ, xong rồi. Rồi đấy. Cô ạ, con đã xong rồi. Goodbye. 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 Bye bye. Bye nha, mai gặp lại ha. Bye. Tạm biệt các bạn. Goodbye. Out này. Ừ, chào Quỳnh Chi ha. Rồi, tạm biệt Hoàng Anh. Ừ, chào Hương Ly ha. Bye bye các bạn. Cô thoát đây. Thank you.
Chúng hết. Goodbye.